Hello, xin chào cả nhà nha. Thì bây giờ là Tuấn Trần đang đứng ở vùng quê ở Quảng Trị, ở Bắc Cầu thành phố Quảng Trị. Chơi chơi chút đi. Đây là, dạ em chào chị Nhung Nguyễn ạ, chào Trâm Đặng nha. Thì bây giờ là Tuấn Trần đang đứng ngay chỗ vùng quê Quảng Trị là nơi của mẹ vợ của Tý Trọc. Thì hiện giờ thời tiết bây giờ nó đang khá là mưa, mưa khá là to, đang mưa. Nhưng Tuấn Trần vẫn lên live coi cả nhà coi nè, vùng nước thì ngập nhà đó, nhà ngập hết, lai láng luôn ạ. À. Dạ con chào cô Phạm Phạm Vũ ạ, à. Con cảm ơn cô ạ. À. Chào Tuấn Lung Văn, chào anh Tâm Danh luôn nha, chào Thị Thu Bùi, chào Hồng Võ luôn, chào Trịnh Lê em chào chị, chào Nương Lê, chào Hoa Phạm luôn ạ, à. Chào Thúy Lê. Rồi đây là vùng vùng Quảng Trị và những cái chiếc xe cứu trợ cho miền Trung này. Đó cả nhà mưa to quá. Rồi mưa quá to rồi cả nhà ơi. Dạ mực nước lớn. Dạ đúng rồi, nước bây giờ nó đang dâng dâng lên á chị ạ. À. Coi là nước bây giờ nó đang chảy rất là xiết. Nhà là ngập hết luôn nè, ghê quá. Mấy cái vùng quê mà ở cái khu vực trũng này là đều ngập hết nha, và bên đây đúng nè, bên đây cũng ngập hết, lai láng hết luôn rồi. Chỉ có cái đường cái này là nó hơi cao, thì trên này là cái cầu nè, trên này là cái cầu và khung cảnh dưới này thì ngập nhiều quá. Dạ cảm ơn chị Liên Nguyễn ạ. Dạ con cảm ơn. Rồi chào Thảo Vũ Music luôn nha, chào Thị Thu Bùi, chào Dung Lê luôn ạ, chào Đức Tâm đáng yêu luôn nha, chào Trung Thi Bao, chào Sáng To, chào Thị Hà Lê, rồi chào My Thanh Phạm Thị ạ. Đây bão lũ đang cuốn, bây giờ là Tống Trần sẽ lại gần khu bây giờ là mà nhà ở ngay chỗ trũng dưới cầu luôn, nước nó cuốn xuống là buộc phải ngập hết. Đây là những cái hàng rào, đây là cái chỗ, đây là cửa hàng đá granite Bình Định nè, thì nó cũng đã ngập hết.